Đâu là loại rau được dùng trong clip? Rau nhúc hay là cần ta? Rau nhúc, nhúc, rau nhúc. Lên, cần ta nha. Vô, vô, vô. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi, cũng được, cũng được, cũng được. Ủa khoa, ổn không? Wow. Có một điều vô cùng trái ngang nằm ở đây. Tức là đáp án là cần ta mới đúng. Còn rau nhúc là sai. Trong cái đó đội mình mới lấy được một thứ duy nhất, đó là rau nhúc. Ông cũng là số phận rồi. Chán thiệt á, không biết chơi gì nữa. Cái gì bây giờ? Dạ. Cái này dễ nè. Đâu là loại nguyên liệu được sử dụng để trộn thêm vào mọc nấm hương hay nấm đông cô? Nấm đông cô. Con. Lên, mình thắng nữa rồi. Gặp đi năm rồi. Lùi. Trời ơi, em đột quỵ. Em đột quỵ. Dạ. Đó Mỹ Dạ cả Như ơi. Sao mà nó vui dữ vậy trời. Dạ ơi, em muốn đi về. Trời ơi. Dạ ơi, hay là mình chơi lại. Dạ. Tiếp theo. Tôi nghĩ là không cần phải hỏi nữa đâu. Ở đội bên kia cứ lấy hết về đi. Tụi tôi không cần chơi gì vậy? Có thể nào à, kéo, ha. Kéo Khoa lên trên đi, tụi em không dám đối mặt với em nó nữa. Mê ốc cay, thử ngay tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Rồi, chúng ta còn chờ gì nữa? Hai bạn cứ ở đó, chúng tôi bắt đầu nấu ăn. Ơi ơi. Alo. Alo à. Alo. Alo, tụi em bị rối loạn tiền đình à. Tôi mệt lắm. Dạ. Ủa thôi cao vậy? Khoa. Ôi, em có thấy là cái sự hy sinh của em có xứng đáng với đồng đội dưới không? Dạ không hề một chút nào cả ạ. Đi trốn, đi trốn. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Hãy tự hào với đồng đội của mình Lâm à. Trời ơi, hay quá đồng đội ơi. Mở cửa đi. Sao vậy? Hay quá. Tôi chơi cực khổ quá mà. Thưa quý vị, vui thôi. Nếu không vui, mong quý vị bỏ qua cho. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Tụt đường hả Lâm? Nè, ăn rau vô đi. Luật Oxin là bên này có được quyền làm Oxin cho bên này với điều kiện là sẽ lấy lại được một món gì đó. Nhưng mà bên mình có cần không? À cần chứ. Cần Oxin hả? À cần chứ, anh biết mà bên nhà em đâu phải biết nấu ăn. Không. Mình phải biết chọn người chứ không có chọn rồi. Những người thì đúng. Người đó làm hãy sai. Chọn một người làm Oxin. 1, 2, 3 mình đồng lòng nha. Một kêu tên người đó. Đồng, đồng, 1, đồng, 3, đồng, 2, 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 đồng, đó là một nguyên liệu là đâu. Lấy giò heo lấy... Sao bà không lấy luôn, bà sao bà hay bán mẹ mình quá vậy? Mời nấu ăn. Đồng nhật tử. Ba Lâm. Ê. Đi ra. Đi vô. Ê, ô xin cho phải nô lệ mấy đứa ơi. Nhật tử. Nhật tử. Đứng đâu đây? Đi lại kia. Sao mọi người đối xử đàng hoàng với mẹ tôi quá vậy? Ngồi xuống, đội lên. Đổ một cái lặn đoàn rồi chưa? Cầm. Cái gì vậy? Trời ơi, làm ôi. Gì vậy? Ba dạ. Ơi. Ba ơi, có chuyện gì vậy? Ba muốn gì để con đi lấy cho ba? Thôi con là con gái xinh đẹp, đâu có làm cái chuyện như thế này được. Trời ơi, ba đổi muốn gì vậy? Trời ơi, bên nhà ông hai gây lộn kìa ba. Nhà ông hai gây lộn kìa, trời ơi. Nước kìa, nước kìa. Lau nhà đi. Trời ơi. Trời ơi. Trời nhỏ. Bé đẻ của con. Cha nói vậy mà, cha chỉ con vậy mà. Con vui vẻ không con? Ba lỡ làm đổ nước con vui không con? Rồi ai lau lau, ai nấu nấu. Vô. Nấu đi. Tiền thẻ lau hết phim trường luôn cưng. Ủa em là đội trưởng mà mọi người sao mà. Không, em vừa qua đội thiết kế rồi. Ủa. Trời ơi, Lâm ơi là Lâm. Đón xem Bếp Vui Bùng Vị lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V Channel. Mê ớt cay, thử ngay tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.